Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Tâm Nguyễn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện mình là ai, Tâm Nguyễn là ai và đã từng đi làm farm chưa. Dạo gần đây thì các bạn thấy là mình có chia sẻ rất là nhiều cái video về visa làm farm. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cuộc sống của những người làm farm như thế nào ha, và những cái người mà mình quen biết, những cái anh chị mà ở Việt Nam qua đây đi làm farm, rồi cuộc sống của họ như thế nào. Ok, hôm nay video này mình sẽ hết tất cả. Sau một cái thời gian mà mình ở trên nước Úc á, thì mình đi làm rất là nhiều nghề, ví dụ nghề bưng bê phục vụ ở cửa hàng, rồi ở nhà hàng, đi làm gift shop. Thì trong một cái giai đoạn là không còn công việc cho mình làm nữa, thì bây giờ mình nghĩ đến một cái điều là bây giờ thấy ở nước Úc nhiều người đi làm farm quá, anh chị em, cái chị mà chủ nhà của mình cũng đi làm farm luôn các bạn. Khi mà không có công ăn việc làm gì hết á, thì mình sẽ tìm, tại lúc đó mình mới qua mà, mình sẽ tìm tờ báo gọi là TV Tuần Sang. Đây, tờ báo của người Việt đây các bạn. Hoặc là các bạn có thấy là tờ báo là Việt Time. Đó. Thì những tờ báo này nó làm cái gì? Những tờ báo này á, mang lại rất là nhiều cơ hội cho mình ở trên tờ báo này ha các bạn. Thì tờ báo này người Việt thì nó sẽ phù hợp với người Việt, đúng không? Thì bây giờ tờ báo này có gì? Cần sang tiệm bánh mì, cần sang nhà hàng, cần bán farm nè. Đó, có tất cả những cái này. Bạn nào muốn mua farm rồi hoặc là muốn mua shop, tất cả đó trong này nó đều có hết. Đó, mình cũng giúp các bạn những cái dịch vụ này nữa ha. Rồi nếu bây giờ các bạn đi làm farm thì sao đây? Trong báo này nó cũng có nè. Đó, cần người làm farm ở Queensland. Đấy, rất là nhiều. Rồi cần người nữa nè. Rồi cần người, quá trời cần người luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe một cái bài báo. Bài báo đó nó nói là tại sao cái ngành công nghiệp farm, là ngành agriculture, nó có nhiều, tại nó thu hút được rất là nhiều lao động, và ngành công nghiệp này nó mang lại một năm không biết bao nhiêu là tỷ đô cho nước Úc ha. Australian Food and Fiber Export, là cái ngành này để xuất khẩu á, là 50 tỷ, các bạn thấy khủng khiếp cỡ nào không? Đó, cái ngành công nghiệp nó nhiều như vậy, nên đó là lý do mà các bạn mà làm farm là không bao giờ thiếu việc làm. Đó, mình khẳng định một điều đó nữa. Bởi vì cái làm farm á, nó giống như kiểu là backup plan vậy đó, một cái nghề phụ để khi nào bạn không có việc làm thì bạn đi tới bạn làm farm thôi. Thì bây giờ làm farm nó có bao nhiêu cách để người ta trả tiền? Thì có hai cách các bạn. Một là bạn làm theo giờ, người ta có thể trả, ví dụ như đi tỉa nho thì có thể là các bạn sẽ được trả 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 đồng gì đó một giờ, tùy theo các bạn ha. Nhưng mà cái lương tối thiểu ở nước Úc á là gần 20 đô một giờ cho các bạn. Rồi còn cách thứ hai nữa, ngoài cái việc mà người ta trả tiền theo bạn theo giờ thì người ta trả tiền cho các bạn theo sản phẩm nữa các bạn. Sản phẩm là sao? Giống như ngày xưa mình cũng đã từng đi làm hai món này luôn. Vừa trả theo giờ thì mình đi hái dâu nè, rồi mình đi hái táo nè, còn mình trả theo sản phẩm là mình được đi làm farm cà chua. Cà chua của Ý á, trời ơi, cái trái cà chua vậy, bạn thấy cà chua bạn bóp một cái là nó xẹp lép đúng không? Nó xịt ra nước đúng không? Cà chua này bạn nhảy lên bạn đạp nó không bể luôn. Nghe nói có vẻ như xạo quá không, ảo quá đúng không? Các bạn thử qua đây các bạn làm farm cà chua đi biết. Mình với một thằng bạn mình, bạn học của mình, thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, thằng bạn nó qua nhà mình nó ở. Rồi xong rồi 4 giờ rưỡi có người tới nhà đưa đón đi. Rồi hai thằng phải trả cho cái người đó là khoảng 12 đồng mỗi người để đi tới đó để đi làm farm. 6 giờ bắt đầu làm ha. Làm đâu tới 3-4 giờ chiều gì đó, mà hai thằng chỉ có một cái pin thôi. Rồi cuối cùng hai thằng trừ tiền là đâu đó cũng được 70 đồng hai thằng. Trừ cái tiền đi về của hai thằng hết 24 đồng rồi. Thì 70 trừ 24 là còn có bốn mấy, chia ra mỗi thằng có hai mấy đồng à. Đó, về đến nhà là hai thằng sụi đơ luôn. Hai đứa làm không nổi, đúng rồi, không phải sinh ra để làm farm. Rồi cuối cùng là chuyển qua làm cái farm khác. Nói chung là làm ở đâu bạn phải quen. Cái miệng bạn có thể nói chuyện, bạn có thể thoải mái, nhưng mà cái tay bạn phải làm. Nếu mà bạn mà không làm thì bạn không có tiền thôi. Bạn cũng phải trả thêm tiền người ta chở bạn đi, chở bạn về nữa chứ, đúng không? Tốn tiền xăng của người ta nữa. Mình kể cho các bạn thêm hai câu chuyện đó nha. Mình thích kể chuyện lắm, kể chuyện các bạn nghe để các bạn dễ nhớ. Ok, hai câu chuyện. Một câu chuyện thứ nhất là một cái người anh mà mình biết, người anh hoặc người chú cũng được. Thì chú này là cũng quê ở Quảng Ngãi giống mình luôn. Chú đó nói trời ơi, tụi bay học sinh sinh viên mà tụi bay làm sao lãi to. Một ngày tao có thể làm 300, 400, 500, có bữa tao làm 600 luôn á, là bình thường. Mà chú đó chú nói á, tụi bay không có chuyên nghiệp gì hết đó, coi tô nè. Chú có luôn cái gọi là cái để bà bao vô trong cái đồ gói, rồi chú cứ lết rồi mới nói với mình làm như vậy á mới có tiền luôn tụi bay. Xong rồi cuối ngày á, khoảng 3-4 giờ chiều á, chú này tới nói để tao phụ tụi bay, rồi tụi bay cố gắng lên, tụi bay làm thêm một cái pin nữa cho tao. Rồi ok, chú này nhào qua còn nói tụi bay cố gắng lên, tụi bay thử, tụi bay làm hết sức tụi bay bữa ngày nay coi sao. Cuối cùng là trong vòng đâu có 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là mình
với chú đó với lại thằng bạn mình là lắp đầy thêm một cái pin nữa. Cuối cùng ổng nói thôi cho hai bay luôn á, thấy tụi bay thương tụi bay quá, giống con tao ở nhà quá. Chú đó hồi đó là ở Việt Nam thì cũng ở nhà mình, mà ở bên Úc này cũng ở gần nhà mình đó. Sáng nào đi làm farm là cũng gặp. Cái farm đó mình làm có một tuần là mình kết thúc, mình nghỉ rồi. Thì sau này mình không gặp chú đó nữa. Đó là câu chuyện thứ nhất ha các bạn ha. Cũng vui gặp đồng hương. Bạn muốn nghe nữa không? Hay bạn chán rồi? Các bạn comment cho mình biết bạn muốn nghe nữa không? Rồi ok. Rồi các bạn thấy câu chuyện hay đó, thì các bạn like cho mình ha. Đó, đi làm farm đó, có nhiều người nói chuyện, kể chuyện rất là tiếu lâm. Đi làm farm phải có những người giống vậy đó, thì bạn sẽ đỡ buồn ngủ các bạn. Nhiều khi bạn đang làm farm và bạn thấy có con kangaroo nó nhảy ra. Vui không? Quá trời con vật ở trên farm luôn. Nhiều con khác nhau mà đa số là con kangaroo hết. Thấy câu chuyện mình hay thì nhớ like cho mình ha. Rồi bạn nào có cái gì thắc mắc thì bạn để lại để mình giải đáp cho các bạn không. Bây giờ câu chuyện thứ hai. Sau khi mình ở cái nhà đầu tiên rồi, mình chuyển qua cái nhà thứ hai, thì anh chị này á, là người em của cái bà chủ nhà. Thì anh chị này á, lúc đầu là đi làm hãng, nhưng mà sau một thời gian thấy làm hãng không có đủ tiền, rồi không có tiền mua nhà đồ này nọ. Rồi cuối cùng á, là anh chị này bắt đầu chuyển qua làm farm một cách gọi là chuyên nghiệp luôn á. Bây giờ mà tôi đi làm hãng mỗi tuần hai chồng chắc kiếm được khoảng 2,000. Đó, cứ vậy mà tàn suốt đời vậy cũng được, không có mua bất động sản được, không có mua nhà đồ này nọ được. Anh chị này nói quyết tâm là sẽ đi lên cái farm rồi đó, ở luôn trên đó luôn, một tuần chỉ đi về Melbourne một lần thôi. Thì anh chị này cố gắng nói là quyết tâm trong vòng 1 năm cho đến 2 năm coi cuộc đời nó như thế nào. Đó, thì mỗi tuần anh chị này kiếm đâu á từ 3,500 cho tới 4,500 đô mỗi tuần rồi. Làm 7 ngày luôn, không nghỉ luôn, có khi là làm 6 ngày, có khi có tuần làm 7 ngày, có tuần làm 6 ngày. Ủa, bạn thấy khủng khiếp không? Thì mình kể hai cái câu chuyện này cho các bạn á, để các bạn biết khi mà bạn quyết tâm làm cái điều gì á, thì bạn cứ tưởng tượng đi ha. Mình nói trung bình là 4,000 một tuần đi, là một tháng là bao nhiêu? Một tháng là có 10,000+ rồi đó. Rồi xong rồi các bạn nhân lên 100 đi, các bạn thấy là mấy anh này, anh chị này nó bắt đầu có được một số tiền. Sau một năm về đây là bắt đầu mua nhà, mua cửa rồi này nọ, rồi sau đó còn gửi tiền về Việt Nam đầu tư bất động sản bên Việt Nam nữa. Thì qua cái câu chuyện này thì mình muốn nói với các bạn một vài điều này thôi. Thứ nhất, có sức người, các bạn còn trẻ hoặc là các bạn có thể là các bạn đi theo con đường tài chính, các bạn thông minh, các bạn làm CEO, các bạn làm tập đoàn này tập đoàn nọ, nhưng mà đối với bản thân mình là mình vươn lên từ hai bàn tay trắng, nên mình đi theo cái con đường nào mà mình cảm thấy mà nó không xấu hổ. Nhiều người cứ nói là làm farm là nghề rất là thấp bé, mình mới nói là không có nghề hàng, chỉ có người hàng thôi. Thì mình cứ làm bằng chính sức lao động của mình. Thì bây giờ sao các bạn? Bây giờ một là các bạn cứ tàn suốt cuộc đời, và nhiều khi 3-4 năm sau bạn mới mua nhà. Còn hai là giống như theo anh chị này, đi lên đó quyết tâm kiếm tiền, cuối cùng là về đây rồi các anh chị quay trở lại sống ở Melbourne, là mua nhà mua cửa rồi là sống. Thì ai cũng vậy thôi các bạn, ai cũng có một cái giai đoạn rất là khó khăn trong cuộc đời của mỗi chúng ta hết. Thì vượt qua giai đoạn đó, các bạn có thể gặp quý nhân, người ta giúp các bạn, chỉ cho các bạn bài học, thì các bạn làm. Bạn có thể đầu tư kinh doanh bất động sản, nhưng mà vốn ở đâu ra? Hoặc là bạn có thể đi học những ông thầy ông dạy cho các bạn. Nhưng mà vấn đề ở đây á là bạn có cái gì, bạn có vốn chưa? Bạn chưa có vốn thì bạn cố gắng bạn đi làm. Rồi các bạn nào mà mong muốn mà đi theo visa farm thì mình thấy là nó có nhiều con đường cho bạn đi nha, chứ không phải là cái visa sắp tới là visa nông nghiệp đâu nha. Mình kể cho các bạn nghe một hai con đường ha. Thứ nhất, bạn đi học thì bạn cũng làm farm được mà, đúng không? Đi học nghề farm luôn, ok, đi kiếm một cái công ty nào đó làm. Rồi bạn có thể đi theo cái visa gọi là 462, là cái visa gọi là Working Holiday Visa. Đó, cái visa đó cũng giúp cho các bạn làm gì? Giúp cho các bạn đi qua đây, vừa đi làm farm, vừa đi du lịch, hoặc là bạn đi làm cái công ty nào đó, bạn vừa đi trải nghiệm. Rồi bạn cũng có thể là xin cái visa 407 nữa, 407 mà đi qua đây bạn làm farm. Rất là nhiều cách để các bạn đi qua đây nha, chứ không phải là một cách. Mà quan trọng nhất á, bạn nhớ rồi, mình nói luôn luôn có 3 cái các bạn không nhớ. Thứ nhất, bạn phải biết lái xe để làm gì, để qua đây bạn ít nhất người ta kêu bạn lái máy cày, bạn cũng biết lái máy cày, đúng không? Cái thứ hai là tiếng Anh. Bạn không biết tiếng Anh qua đây bạn nói tiếng em chăng? Đó. Thì mình cũng có hướng dẫn các bạn học tiếng Anh nữa đó, để mà tiếng Anh để đi qua Úc có, mình có hướng dẫn. Bạn vô đánh chữ Michael Tâm Nguyễn PTA là ra lái xe, tiếng Anh, còn gì nữa các bạn? Sức khỏe các bạn. Bạn đi qua đây bạn làm farm, bạn xác định là hy sinh đời bố cũng có đời con, đúng không? Muốn vậy thì muốn khỏe mạnh phải tập thể thao. Ai muốn khỏe mạnh phải tập thể thao chứ, giờ sao vậy? Bạn phải tập thể thao lên các bạn, tập đá banh hoặc là chạy tại chỗ. Bây giờ đang lockdown thì bà con tập thể dục lên. Tiếng Anh mình có mấy hai cái video trên lò khởi nghiệp á, bạn đánh chữ lò khởi nghiệp ha, rồi học tiếng Anh đó, mình có hướng dẫn hai các bạn hai cái video đó. Ok, sắp tới thì mình sẽ có những cái event để mà có thể là tư vấn, rồi mời những cái luật sư nổi tiếng ở nước Úc này, người Việt nói tiếng Việt, để mà chia sẻ với các bạn, để hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn có thể đi qua đây bằng nhiều loại visa khác nhau. Video này mình làm để mình chia sẻ các bạn những câu chuyện mà những người đi trước, người ta đi rồi người ta kiếm được tiền như thế nào, để cho các bạn
có cái động lực để các bạn phấn đấu thì các bạn làm theo ha. Nhớ là sức khỏe, tiếng Anh và nhớ phải biết lái xe. Ok. Rồi mình muốn nói thêm với các bạn nữa, tại đầu video mình cũng nói mà, Tâm Nguyễn là ai, kiếm tiền như thế nào, thì có thể là làm cái video khác cho các bạn ha. Chứ video mình nói mà về bản thân mình khá là nhiều á, mình qua đây rồi mình làm nhiều ngành nghề, rồi mình kiếm tiền như thế nào, ở nước Úc này mình thành lập công ty như thế nào nữa, rất là nhiều cái. Thôi mình hẹn các bạn video sau. Các bạn nào mong chờ cái video đó thì các bạn có thể comment bên dưới ha. Và mình nhắc lại một lần nữa, mình đã từng làm farm rồi, mình đã từng chịu vất vả như đó rồi, chịu nắng chịu mưa, đang trong farm á, trời nó mưa xuống hoặc là trời nó nắng 50 độ mình cũng phải làm thôi các bạn, không có cái chuyện mà thôi hôm nay mưa quá em ở nhà. Người ta tới nhà người ta chở bạn đi và bạn không có nói chuyện đó được. Đã làm con người rồi, nói một là phải giữ lời, nói lời phải giữ lời. Và thêm một cái nữa, tại sao mà mình muốn giúp bà con, muốn bà con phát triển, thì mình chỉ muốn một điều như thế này thôi. Bà con có cơ hội thì bà con hãy đi ra nước ngoài, hoặc là bà con đi đâu đó để các bạn học, bà con học một cái gì đó của một cái nền văn hóa khác, của một nước khác, để bạn thấy cái lối sống của nước ngoài nó văn minh như thế nào, các bạn thấy cuộc sống Úc nó như thế nào so với những nước khác, thì các bạn có thể comment cho mình biết. Các bạn thích những video của mình thì mình sẽ làm những video tiếp theo. Các bạn có mong chờ cái video mà mình sẽ nói về cái cuộc đời của mình và mình sẽ chia sẻ với các bạn mình kiếm tiền như thế nào. Sắp tới mình có một cái chương trình gọi podcast để cho các bạn có thể nghe, mở nghe thôi, không cần phải nhìn cái mặt bóc mình hoài, nghe những cái tâm sự của mình, tâm sự của người con xa xứ. Mình ở nước Úc cũng mười mấy năm rồi, chưa bao giờ được ăn cái Tết đoàn viên ở Việt Nam luôn. Và nhiều người cứ nghĩ là mình sẽ ở bên này luôn. Không có các bạn, mình rất là nhớ Việt Nam và mình rất là mong muốn những cái điều mà mình trải qua đó có mang lại một cái điều gì đó cho các bạn. Những cái podcast là những cái tâm sự, những cái thất bại của mình, những cái việc mà mình đầu tư kinh doanh mất nhiều tiền, phải bỏ tiền để học những cái ngu. Nhưng mà mình không muốn các bạn dướng vào những cái ngu của mình. Thì đó, mình thành lập ra Học viện Bất Động Sản. Các bạn đánh chữ HVBDS là bạn thấy mặt mình liền, mặt bóc mình. Hoặc là Lò Khởi Nghiệp đó, mình hướng dẫn mọi người ở trên đó. Và các bạn nào mà muốn đầu tư kinh doanh tại Úc, hoặc là muốn đầu tư farm, hoặc là mua nhà, hoặc là muốn phân lô bán nền ở bên nước Úc, thì các bạn có thể liên lạc với mình ha. Mấy bạn nào kinh doanh mà muốn gia đình các bạn qua Úc thì liên lạc với mình để mình giúp các bạn mua farm. Rồi giống như hồi nãy mình nói tờ báo nè đó, mua farm, cần người làm farm, đây bán farm đó, nhiều người bán farm lắm các bạn đó, người ta bán farm nè đó, thì mua để làm gì, để kêu bà con mình qua đây làm, giúp bà con làm việc đó. Ok, rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Hôm nay mình nói hơi dài, chắc xỉn rồi. Thôi, nói từ tâm của mình ra và mong là sớm gặp lại các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh, các bạn nhớ đăng ký kênh nha, bấm nút đỏ bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn 20 mấy ngàn người đã tham gia đăng ký kênh của mình. Và các bạn nhớ một cái bấm của các bạn để bạn không có bỏ lỡ những video sắp tới của mình. Nhiều khi bạn bỏ lỡ đó, ở trong đó nó có cái playlist á, bạn vô cái phần playlist bạn coi lại trong thôi là bạn bỏ lỡ những cái video khác của mình đó. Có điều gì mà thắc mắc thì các bạn nhớ comment cho mình biết ha, mình sẽ làm video trả lời câu hỏi, trả lời những cái thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.